Xin chào các bạn. Và tiếp theo trong video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thi chứng chỉ YouTube của Học viện Sáng tạo. Hôm nay chúng ta sẽ tham gia cái khóa học là hướng dẫn bắt đầu nhanh về YouTube. Ở trong này là khóa học này gồm có 4 bài và chúng ta sẽ đi lần lượt từng bài một và sau đó sẽ thực hiện cái kỳ thi của khóa học. Bây giờ ta sẽ thực hiện làm cái bài thứ nhất. Đây, ta bắt đầu bấm vào bắt đầu khóa học. Đây, phần này là video, có thể xem video hoặc là có thể không xem, tùy thích chúng ta. Đây, chúng ta có thể bấm để chúng ta xem hoặc chúng ta không xem cũng được. Ta bấm xuống cuối video và ta sẽ thấy có các cái nội dung này, ta sẽ tích vào các cái nội dung này để chứng tỏ rằng ta đã học. Đấy, có thể là đọc hay là không đọc, tùy các bạn. Đây, ta cứ tích vào các cái nội dung này nhé, cứ mở ra. Ta có đọc thì đọc, không đọc thì tùy chúng ta. Đấy, cứ mở hết các cái nội dung này ra. Rồi, sau khi mở xong hết các nội dung rồi thì ta sẽ xuống để làm cái bài kiểm tra kiến thức của cái phần này. Thì ta sẽ tích vào các cái ô mà tôi đã làm ở trên này. Sau đó bấm vào chữ tiếp theo. Ở đây có 3 cái câu hỏi của cái bài này thì ta cứ bấm tích vào những cái nội dung mà tôi làm, sau đó là bấm gửi là được. Rồi, bây giờ ta sang cái bài học thứ hai. Bài học thứ hai thì cũng tương tự như thế. Ở trên đây có các cái dấu tích ở dưới cái nội dung của cái video thì chúng ta thấy có 3 cái dấu tích thế này, thì ta sẽ tích vào 3 cái dấu tích đấy để xem các cái nội dung trong cái dấu tích đó. Không có. Rồi, cứ bấm hết vào đó. Đấy, sau khi đã tích xong hết rồi thì mình xem xong bài rồi, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra kiến thức của bạn đối với cái bài 2. Bài 2 này cũng có 3 câu thì chúng ta cũng làm lần lượt theo các dấu tích mà tôi đã làm ở trên cái màn hình. Các bạn làm đúng y nguyên như thế thì chúng ta sẽ thi thành công được cái khóa học này và nhận được chứng chỉ của YouTube. Rồi ta cứ bấm theo thứ tự. Rồi, như thế là quá tốt rồi. Bấm gửi. Đấy, như thế là ta đã làm xong cái bài kiểm tra của cái bài học thứ hai. Bây giờ chúng ta bấm vào cái bài học thứ ba để chúng ta học. Khóa học này gồm có 4 bài học và 1 cái bài thi. Thì bây giờ sang cái bài học thứ ba. Thì video ta có thể ta xem nhé. Không xem thì cái đấy là tùy chúng ta thôi. Còn bây giờ có ở dưới này có 2 dấu tích nội dung thì chúng ta sẽ bấm vào để chúng ta xem. Đấy là dấu tích thứ nhất rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống để bấm vào cái dấu tích thứ hai để xem cái nội dung chia sẻ thương hiệu của bạn ở 4 vị trí. Đấy, cái là cái nội dung này thì ta sẽ bấm vào để ta xem. Xem xong thì ta sẽ xuống để làm cái bài kiểm tra của cái nội dung này. Xem là việc nắm kiến thức của ta đến mức độ nào. Thì chúng ta làm theo cái hướng dẫn ở trên màn hình. Rồi, bấm tiếp theo. Bài kiểm tra này cũng có 3 câu thì chúng ta cũng làm lần lượt. Người ta đọc kỹ câu hỏi rồi sẽ trả lời theo cái nội dung mà tôi đánh dấu. Đấy, cứ làm lần lượt như thế. Phần này nếu mà làm sai thì ta có thể làm lại. Ở đây thì các câu hỏi này thì nó không quan trọng bằng cái bài thi. Nếu bài thi chúng ta thi trượt thì chắc không được. Bây giờ ta sẽ sang bài thứ tư. Trong bài thứ tư là ta sẽ làm bài tiếp theo. Đấy là cái bài thi. Bài này thì có các cái dấu tích ở đằng dưới của video thì chúng ta cũng tích vào để xem cái nội dung. Nếu chúng ta cứ tích hết vào các cái nội dung đấy là được.
Rồi ta bấm hết vào đó. Này các bạn cứ bấm hết tích hết vào các cái nội dung mà cần phải học để chúng ta mở hết nội dung đấy ra để chúng ta học. Rồi sau khi xem hết rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra kiến thức của cái bài này và làm lần lượt theo cái thông tin ở trên màn hình mà tôi đã hướng dẫn. Đấy. Rồi rất tốt. Đây, chúng ta cứ làm đúng rồi sau đó chúng ta gửi. Như thế là bài kiểm tra chúng ta đã làm xong rồi. Đấy. Chúng ta làm lần lượt các cái bài học. Khi nào học hết các bài học, mỗi bài sẽ có một cái bài kiểm tra. Sau khi làm hết rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái kỳ thi của cái khóa học này. Kỳ thi khóa học này gồm có 12 cái câu hỏi trắc nghiệm. Thì chúng ta sẽ làm lần lượt từng câu một. Chúng ta đọc kỹ đề để làm nhé. Cái phần này nếu chúng ta làm sai là chúng ta lại phải thi lại là rất mất thời gian. Cho nên là chúng ta làm đúng theo những cái gì mà ở trên màn hình tôi làm thì chắc chắn là các bạn sẽ thi đậu được cái khóa học này. Rồi, bấm vào tiếp theo. Rồi, bấm tiếp theo. Rồi, chúng ta cứ làm lần lượt như thế. Chúng ta có thể là lấy máy ảnh để chúng ta chụp lại hay là lấy giấy bút để chúng ta chụp lại các cái câu hỏi, cái bài làm này để khi mà chúng ta làm bài ở trên YouTube để thi chứng chỉ cái khoa học này thì chúng ta chỉ việc nhìn vào đấy để chúng ta làm thôi, không mất công phải suy nghĩ nữa. Rồi, như thế là đã hoàn thành. Câu này nữa là chúng ta sẽ hoàn thành 12 trên 12 câu hỏi. Đấy, như thế là ta đã làm bài xong. Bài kiểm tra đã xong. Và bây giờ ta sẽ bấm vào cái thư của tôi để chúng ta xem là YouTube gửi cho chúng ta một cái thư để xác nhận ở đây là chúng ta đã hoàn thành cái chứng chỉ này. Đấy, thư xác nhận hoàn thành. Hướng dẫn bắt đầu nhanh về YouTube của Học viện Sáng tạo YouTube. Đấy, như thế là ta đã có một cái chứng chỉ về YouTube rồi. Đấy, như thế này rất là tuyệt vời. Đấy, những bạn nào mà chưa làm được thì chúng ta chú ý để chúng ta xem lại video và ghi ra giấy để chúng ta làm nhé. Đấy. Cứ làm đến cái bước như thế này là hoàn thành, như thế này là đạt. Còn nếu không hoàn thành thì chúng ta phải làm lại. Và đấy là trong video này thì chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong về cái khóa học này. Nhưng còn trong video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn về cái việc mà thi chứng chỉ YouTube trên cái Học viện Sáng tạo ở các cái khóa học khác. Và rất mong chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khóa học tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.